Ngày 19 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm người nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền COD. Công an đã xác định được 3 người chủ chốt, cầm đầu là Lê Đức Công 35 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Nhung 35 tuổi, vợ công Bá Võ Tuấn 43 tuổi. Ba người có vai trò giúp sức tích cực gồm Tăng Huệ Phụng, 31 tuổi, Nguyễn Ngọc Liêm, 21 tuổi, Lê Xuân Cường, 30 tuổi. Đồng thời, cơ quan công an xác định có khoảng 50 người có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên. Ngày 16 tháng 4, công an đã thực hiện khám xét đồng loạt tại 6 địa điểm, đưa 56 người về trụ sở làm việc và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Công an xác định nhóm này làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở hai chung cư ở quận Tân Phú, sử dụng số điện thoại ảo để thực hiện lừa đảo. Các đối tượng gọi điện thoại thông báo trúng thưởng và lừa nạn nhân mua sản phẩm hoặc nộp chi phí nhận quà. Sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền chi phí nhận quà, nạn nhân tiếp tục bị lừa đóng thêm các khoản phí khác. Mỗi ngày, một nhân viên trung bình thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Nhóm này nhận lương trả cố định hàng tháng và thưởng từ doanh thu bất chính. Công an xác định nhóm này đã lừa đảo hàng ngàn người trên cả nước, thu lợi hơn 2 tỷ đồng mỗi tháng. Hiện công an đang củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra vụ việc.